Rena xoài teo cá vàng nha. Thì là một ngày tuổi nó vừa mới nở, mới tết trứng xong. Nhìn nó giống lăng, mấy con lăng quăng. Qua 2 ngày tuổi em bắt đầu cho ăn Atomy. 2 ngày tuổi là nó bự bự à. Bắt đầu 3 ngày tuổi. Đây là 4 ngày tuổi nè.